sao hụt sâu. Hello, chị Kimber mến chào tất cả các em. Các em ơi, lâu rồi chị Kimber không có quay video sinh hoạt của chị Kimber. Hôm nay thì chị Kimber sẽ đi bơi cùng với anh Abdi nè, chị trợ lý nè, và bé Mariah. Xong rồi chị Kimber và anh Abdi sẽ dẫn các em đi nhà hàng Việt Nam ở Mỹ xem nhà hàng Việt Nam ở Mỹ như thế nào ha. Ok em ơi, và trước khi vào cái video này thì chị Kimber muốn nhắc cho các em, đó chính là chúng ta đang có mini game nha. Những phần quà bao gồm ba cái đồ chơi rất là đẹp này đây các em. Đây là Shark King, Nom Nom và My Little Pony. Tiếp theo chúng ta có ba cái son dưỡng môi này các em. Ba cái son dưỡng môi này rất là dễ thương luôn, rất là đẹp luôn á. Đây nữa nha, chúng ta còn có một cái squishy squish delish. Cái này ở Mỹ cũng khá hiếm đó nha các em, thì Kimber tìm dữ lắm mới có đó nha. Còn nữa nha, chúng ta còn có slam, mà slam sẽ đến từ Kimber Shop. Chị Kimber thứ sáu này sẽ khai trương, các em nhớ theo dõi nha. Và chị Kimber đã có làm một cái Facebook cho Kimber Shop rồi, tên là Kimber Shop. Chị Kimber sẽ để cái link của cái Facebook này ở trong cái phần mô tả nha. Chưa đâu, chúng ta còn có Squishy nữa. Squishy sẽ đến từ Gearbest đó nha các em. Những em nào mà đã biết cách chơi mini game rồi thì các em cứ tiếp tục vào trong phần mô tả và bấm vào tất cả những đường link và đăng ký tài khoản Gearbest. Còn những em nào mà chưa biết cách tham gia thì cách tham gia rất là đơn giản luôn. Các em chỉ cần vào trong phần mô tả và bấm vào tất cả những đường link ở trong đó. Xong rồi có một cái đường link nó ghi là đăng ký, thì các em hãy đăng ký tài khoản Gearbest nha. Còn nếu mà các em không biết cách làm thì chị Kimber đã có làm một cái video hướng dẫn rồi. Cái video này chị Kimber sẽ để luôn ở trong phần mô tả nha. Các em chỉ vào trong đó, cái video mà chị Kimber ghi là cách tham gia mini game đó nha. Ok, còn chờ gì nữa, các em hãy tham gia mini game đi. Để cuối tuần này chị Kimber có thể thông báo kết quả với các em nè. Ok, bây giờ thì chị Kimber sẽ đi bơi. Các em ơi, hôm nay là ngày cuối cùng mà chị Kimber có thể đi bơi nha. Tại vì ở bên đây nó đang vào mùa đông rồi đó các em, rất là lạnh luôn. Cho nên ngày hôm nay sẽ là ngày ấm cuối cùng trong năm. Ok các em, chúng ta đi thôi. Chị Kimber sẽ dẫn bé Kem đi luôn. Chắc là bé Bơ không có dám đi đâu, cho nên chị Kimber dẫn bé Kem thôi. Các em ơi, chị Kimber đang ở hồ bơi đây. Chị Kimber đang chơi cái trò này nha. Bây giờ chị Kimber sẽ hãy chiếc banh này lên và mọi người sẽ chạy tới gặp gặp chiếc banh. Ai mà gặp chiếc banh trước thì mọi người sẽ thắng. Chị Kimber có thành công không? I grabbed her hand so she wouldn't get it. Round two. Let's go. I want a rematch. Rồi bây giờ qua round 2. Hai nha các em. On your mark. Get set. Get set. Go. Chưa đến xong là bé Mai Hà đã chạy rồi kìa. Hôm nay chị xong rồi rất là mừng. Hi, Kimber.
Đây nè ông Kem, ông Kem có thể đánh cho mà. Mèo thì thường là sợ nước không thể đánh cho ông Kem thì đồng lại trên bơi, lên bơi, ông cũng muốn chạy theo hết à. Chị Kimber mà vừa mở cửa ra là ổng chạy theo. Thế thì nằm coi Kimber và mấy anh chị tắm là quê thôi, chứ mấy Kem chắc là không dám xuống nước đâu. Hello Kimber. Hello. Kem có nhớ bé Kem và bé Bơ không vậy? Hôm giờ chị Kim Bơ không có quay phim bé Kem và bé Bơ. Kem. Cái chân vịt của anh mất đi á Kem. Hello Kem, bây giờ chị Kemper đói bụng quá, chị Kemper phải đi ăn đây. Em chúng ta đã tới nơi rồi. Hôm nay thì chị Kemper sẽ ăn món Việt Nam, không có ăn món Mỹ nữa nha. Bây giờ chị Kemper sẽ qua nhà hàng này cho các em xem ha. Đây này các em, đây là nhà hàng tên là Thanh Vi. Đây là nhà hàng Việt Nam nha. Bây giờ chị Kemper sẽ đi ra. Đây này các em, đây là quang cảnh xung quanh. Em nào ở tiểu bang Minnesota chắc là biết nhà hàng này phải không nè. Hôm nay rất là vắng luôn, tại vì hôm nay người ta đi mua sắm hết rồi. Đây chị Kemper đi vô nha. Anh em đi lúc nào cũng thích mặc cái áo rất là chói này. Mặt trời đang lặn này các em. Ok các em, Kemper đang ở trong nhà hàng nè. Đây này các em, đây là chai nước mắm. Còn đây là cái menu nha, thì chị Kemper sẽ xem để ăn món gì ha. Ở đây có những món khai vị nè, có chả giò nữa. Chả giò thì 4.45 là khoảng 80 mấy ngàn. Hai cuốn chả giò. Có nhạc chiên gì nữa, nhưng mà chị Kemper, các em biết chị Kemper muốn ăn món gì không? Một món mà chị Kemper lúc nào cũng ăn khi tới nhà hàng Việt Nam, đó chính là món gồm tấm bì chả hiền. Ở thế các em, chị Kemper sẽ ăn cơm tấm bì chả thịt nướng, nhưng mà chị Kemper không có thích ăn bì, chị Kemper không có lấy bì. Anh nắp đi lại uống nước ngọt nữa rồi các em. Ok các em, chị Kemper đã mua rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thức ăn ra thôi. Chị Kemper đang rất là đói bụng luôn. Đây là quang cảnh xung quanh tiệm nè các em. Ở bên đây và ở bên kia nữa. Nhưng mà chị Kemper ngồi ở đây xa xa cánh cửa một tí cho nó không có lạnh chứ. Anh nói cười như vậy. Đây là quang cảnh xung quanh ở ngoài nè các em. Các em ơi, món thứ nhất đã ra rồi đây. Đây chính là món gà, gà chiên rất là giòn và rất là ngon đó các em. Kế tiếp là món cơm sườn của chị Kemper đây. Món cơm tấm chị Kemper các em thấy ngon không nè. Có hai miếng thịt luôn và một miếng cái gì đó các em, Kemper quên rồi, và một ít rau cải nữa thôi nhớ thì các em ơi. Yeah. Còn chén nước mắm nữa nè. Chén nước mắm này thì ăn với cơm ha, thì chị Kemper sẽ ăn nè. Đồ có nắp đi, còn một món nữa chưa có ra, bây giờ ăn luôn ha. Rồi chị Kemper sẽ chan nước mắm lên nha. Đó, chan nước mắm lên cơm nè. Và chan nước mắm lên trên thịt luôn. Rồi chị Kemper không biết làm sao rồi quay vào ăn này. Đấy các em ơi, bây giờ chị Kemper sẽ ăn nè. Chị Kemper đang ăn cho nên không có cầm điện thoại quay được. Và chị Kemper cũng không nói được, tại vì
Nhà hàng thì nó hơi lớn mà tiếng Việt Kimber nhỏ quá, nói cho em nghe. Đây thì Kimber bơi xong rất là đói bụng luôn nè. Ngon lắm đó các em, chị Kimber thích nhất là món này nè. Khi nào mà chị Kimber đi nhà hàng Việt Nam thì chị Kimber cũng gọi món này hết. Đó, chị Kimber đang đói lắm cho nên không nói gì luôn, chỉ lo ăn thôi. Các em có đi tắm biển hay là đi bơi gì không? Lúc mà mình bơi xong đó, thì mình rất là đói bụng luôn phải không nè? Hay là lúc mình chạy thể dục hay là gì đó, đói là chỉ muốn ăn thôi chứ không muốn nói gì đâu. À, đổ đồ rồi các em. Miếng gà này ngon lắm các em. Chị Kimber và nó đi mua 3 món. Cái em ơi, nó vừa giòn mà nó vừa mềm nữa. Ngon quá. Chị Kimber chấm vào một miếng tương ớt nè. Lâu lắm rồi chị Kimber mới ăn lại được món cơm sườn đó nha. Đây là món pha nắp đi nè các em. Món của anh nó đi là món gà ăn với cơm. Gà này nó cay cay các em. Chị Kimber ăn thử miếng nha. That was a perfect shot too. Rất là ngon luôn các em. Nó rất nóng, nó hơi cay cay nè. Nó chua chua ngọt ngọt. Chị Kimber thích lắm. Các em ơi, chị Kimber đã ăn xong rồi. Khi mà ăn xong thì người ta sẽ cho mình hóa đơn. Đây là hóa đơn của chị Kimber. Tổng cộng chỉ có 27 đồng 74 cent thôi. Nhưng mà chúng ta còn phải cho tiền tiếp người ta nữa. Tiền phục vụ các em, mình bo cho người ta đó. Thì tiền đó mình cho 20% của cái số tiền tổng cộng này các em. Còn ăn xong thì người ta cho mình cái bánh, cái này gọi là fortune cookie. Mình sẽ mở cái này ra và giống như là coi bói các em, coi trong này nó sẽ có, nó sẽ nói mình cái gì ha. Chị xin luôn cái nó bình phái nè. Bây giờ nó sẽ mở trước nha. Rồi thì chúng ta sẽ mở luôn cái con gấu dễ thương đó này các em. Rồi thì chúng ta lấy cái luôn. Mở nhất đây là mấy cái bánh này các em, nó rất là giòn luôn á. Chị Kimber thấy làm nát á. Rồi để lấy cái này chị Kimber ăn miếng nha. Ớt giòn lắm các em. Để coi cái này nó nói chị Kimber cái gì nha. Thì cái câu này nó có nghĩa sâu xa lắm các em. Cái này nó giống như là trong khi mình cảm giác như là cuộc đời của mình Wow, cái câu này chị Kimber nó sâu xa quá. Chị Kimber cũng không biết giải thích như thế nào cho các em hiểu nữa. Còn cái câu với Randy thì there are times where silence has the loudest voice. Có nghĩa là có lúc sự im lặng nó đi nói chị Kimber. Cái câu này có nghĩa là có lúc sự im lặng là tiếng nói rất là lớn. Em bơi được vậy nha. Ok, anh đi nói đâu rồi. Ok, chị Kim Bơ đã ăn xong rồi. Bây giờ trả tiền nha. Các em trả tiền bằng thẻ tín dụng nha. Thẻ tín dụng của chị Kim Bơ nè. Có hình anh đi và chị Kim Bơ. Đó, có hình anh đi và chị Kim Bơ đây. Chị Kim Bơ nghe số lại, sợ mình xấu lắm. Các em ơi, chị
chị Kimber, cảm ơn các em rất là nhiều để dành thời gian để cùng chị Kimber đi bơi xong rồi đi ăn nữa. Nếu mà các em thích những video như thế này nữa thì các em hãy để bình luận với chị Kimber biết nha. Và đừng quên cho chị Kimber một like thật to. Nhớ vào tham gia mini game nha các em, để cuối tuần này chị Kimber có thể thông báo kết quả cho các em nè. Ok, chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.